vị na thất nhân thất nghĩa, Cẩm quyết định phế hoàng hậu, giáng xuống làm kinh phi. Kinh phi nương nương giá đâu? Thục y. Vậy thì sao? Còn muốn trị tội ta sao? Thật đáng tiếc, ngươi cũng giống như ta, trong tay đều không có gì. Sao hả? Hôm nay hai vị quý phi mới tấn phong muốn đòi lại công bằng với bổn cung sao? Cuộc tác ta. Hôm nay nếu cô không tác bổn cung, cô chính là tiện nhân. Muội nhịn cô ta lâu rồi. Trời ơi, thôi đi. Cô là tiện nhân.